Hello, xin chào anh em, mình là Luận Linh Cảm đây. Và xin chào mừng các bạn đến với chương trình Q&A số thứ 2. Bạn hỏi, Luận Linh Cảm sẽ trả lời. Đến với câu hỏi của bạn Phương Trần: anh Luận nghĩ tương lai Chelsea năm sau sẽ thế nào? Đây bạn câu hỏi đúng là với một người fan Chelsea như tôi hiện tại đang phải nói rằng là rất buồn. Buồn vì Chelsea bây giờ đang phải nói rằng là khá hỗn loạn và mông lung, cũng chưa biết được rằng là trong tương lai mình thế nào cả. Đầu tiên là giới chủ này, giới chủ quả là thực sự hơi thiếu kinh nghiệm khi mà mua Chelsea rồi, thế nhưng mà không có nhiều kinh nghiệm để làm về bóng đá. Ông ấy nói chung là về cái quản lý, ông ấy rất là tận tâm, ông ấy rất là có cái tâm huyết của mình. Ông ấy cống hiến, ông ấy bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng mà thực sự về hiệu quả và cái cách làm việc, về kinh nghiệm thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng mà fan Chelsea cũng không phải quá lo lắng, bởi vì có thể là trong mùa này bất kỳ ông chủ mới nào, kể cả thời kỳ Abramovich ngày xưa cũng vậy, lúc mới về mua Chelsea thì ông ấy cũng gọi là mua bán cũng lung tung, ông quản lý vẫn chưa chuẩn lắm, và bây giờ ông chủ người Mỹ cũng vậy thôi. Cho nên là tôi nghĩ trong mùa sau đấy, có thể mùa sau thì nếu may mắn thì Chelsea sẽ trở lại sớm và đua top 4 chẳng hạn, còn trong mùa sau nữa thì tôi sẽ hy vọng là có thể là đua vô địch. Nhưng mà trong mùa này thì cái đầu tiên cần làm đó là ổn định phòng thay đồ này, với thay lọc cầu thủ này, và tìm ra một huấn luyện viên mà thực sự đủ tầm. Đến bây giờ mà Chelsea vẫn chưa thể nào biết được rằng là huấn luyện viên trong tương lai của mình là ai. Lampard vẫn đang là một người tạm quyền, còn danh sách các huấn luyện viên trong ứng cử viên ấy, thì đã gạch tên nào là những người như Erik Kay hay là ông Nagelsmann. Đấy là những người mà thực sự tôi hy vọng nhiều nhất. Thế nhưng mà cuối cùng thì ông chủ lại gạch tên hết, và bây giờ còn lại danh sách là những ông nào, Pochettino, Vincent Kompany và một vài cái tên khác nữa cũng không quá đáng chú ý. Vì vậy nên tôi nghĩ rằng là bản thân các ông chủ người Mỹ cũng đã rút kinh nghiệm rồi đấy. Khi mà những cái ban đầu là những cái huấn luyện viên đấy, những trước đó những huấn luyện viên nào là ông Potter rồi Tuchel hay là những huấn luyện tạm quyền như Lampard đều không mang lại thành công, thì đến lúc này đây sự lựa chọn huấn luyện viên sẽ phải cẩn trọng hơn. Và tôi hy vọng rằng ngay trong mùa sau thì Chelsea ít nhất có thể là cạnh tranh trong top 4 đã. Đến với câu hỏi của bạn Vương Apache: hôm nay em lướt mạng thấy một vài ý kiến cho rằng mùa này thì Odegaard đang là tiền vệ số 1, vượt trội hơn so với lại De Bruyne hay Bruno Fernandes. Anh thấy thế nào về ý kiến này khi mà De Bruyne đang có được 15 kiến tạo, còn Odegaard mới có chỉ 8? Cái này thì tôi nghĩ rằng là nếu xét về phong độ hiện tại ở mùa giải này thì Odegaard đúng là đang lên rất là cao khi mà giúp cho Arsenal đang tạm thời đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng của EPL. Thế nhưng tất nhiên không thể nói rằng là Odegaard có thể vượt trội hơn so với những gì của De Bruyne hay là bản thân Bruno cả. Hiện tại trong mùa này thì Bruno cũng đã phát triển về cái tư duy chơi bóng của mình rất nhiều rồi, và đang chứng tỏ về giá trị về trong cái đội hình của Man United. Và Bruno thực sự đang có một mùa giải cực kỳ thành công so với những mùa đầu tiên nhé. Mặc dù thông số không phải quá kinh khủng như những mùa đầu tiên, nhưng Bruno bây giờ vai trò quan trọng hơn, sẵn sàng lùi sâu hơn. Và tôi nghĩ rằng là cái việc hy sinh trong lối chơi của Bruno đấy đã mang lại thành công cho Manu trong mùa này. Còn với De Bruyne thì vẫn là như vậy thôi. De Bruyne vẫn là một trong những tiền vệ mà có chân tiến tạo đầu hàng đầu của EPL. Và De Bruyne mặc dù không có được như những mùa trước nữa, mùa này rõ ràng De Bruyne chấn thương nhiều hơn và phong độ sụt giảm so với lại những mùa trước đó. Và chúng ta có thể thấy rằng là khi có Erling Haaland về thì cái việc mà De Bruyne không còn là một cái chân sút chủ lực này, hay là những tình huống kiến tạo nó đa dạng hơn nữa, mà bây giờ là những tình huống bóng De Bruyne sẽ tập trung nhiều hơn vào một vị trí của Erling Haaland. Và Erling Haaland ghi được nhiều bàn thì đơn giản là De Bruyne cũng sẽ có nhiều cái tình huống kiến tạo mà thôi. Và trong mùa này mặc dù có đến là 15 kiến tạo, nhưng tôi nghĩ rằng là vẫn chưa đủ so với những gì mà kỳ vọng với De Bruyne. Vì vậy là có nhiều khán giả xem EPL thì họ nhận định rằng là Odegaard mùa giải này đang có nhìn hơn so với lại De Bruyne hay Bruno. Nhưng để nói rằng Odegaard là tiền vệ số 1 và kiến tạo số 1 thì tất nhiên là chưa phải. Tôi biết đấy là những ý kiến khá chủ quan mà từ những fan, tôi nghĩ rằng là fan của Arsenal mà thôi. Chứ còn về tình hình chung, những người như bản thân tôi là những fan trung lập, thì De Bruyne và Bruno vẫn đang có được những mùa giải phải nói rằng là ấn tượng hơn rất nhiều. Và Odegaard tôi mong muốn rằng trông chờ xem là trong mùa sau, khi mà Arsenal không có được cái sự gọi là gì nhỉ, nó mượt mà giống như mùa này, nó thuận lợi như mùa này chẳng hạn, thì tôi xem rằng là Odegaard có thể tiếp tục tỏa sáng hay không. Đến với câu hỏi của bạn Văn Tốt: với sự trở lại của tất cả các trụ cột, theo anh mùa giải sau Liverpool có thể trở lại cuộc đua vô địch EPL hay không? Tôi nghĩ với câu hỏi này thì nó hơi giống câu hỏi của số lớn thứ nhất của Q&A. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng sẽ có những ý khác đi. Liverpool mùa này đã bị mất rất nhiều những cái vị trí trụ cột, và thậm chí rằng là chấn thương nhiều, xuống phong độ nữa. Cho nên là việc mà Liverpool trong mùa giải sau có sự trở lại của các trụ cột ấy,
tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên là trụ cột trở lại nó chưa đủ nhé. Bởi vì cái vấn đề bạn nói có lẽ rằng là về ý tưởng của chấn thương đúng không? Sang mùa sau có thể Liverpool sẽ không chấn thương nhiều. Thế nhưng mà phong độ của rất nhiều những cầu thủ chủ chốt tại Liverpool lúc này đã xuống rất nhiều nhé. Đầu tiên là Salah này, thứ hai là những vị trí tiền vệ Fabinho, Henderson, rồi thì kể cả trung vệ như là Virgil van Dijk hay kể cả là mấy vị trí hậu vệ cánh trong mùa giải này cũng đã xuống phong độ rất nhiều. Cái vấn đề phong độ này, cái cảm hứng đá này, bởi vì bây giờ họ cũng đã có được cái cúp của vô địch ngoại hạng Anh rồi, vô địch cả Champions League rồi, và tôi nghĩ rằng là họ đã có được những cái thành quả như vậy, thành tích như vậy rồi, nên là cảm giác họ đang dần dần nó không có nhiều khát khao như trước nữa, tuổi cao dần lên rồi. Nên bây giờ muốn Liverpool ngay trong mùa sau trở lại thì sẽ yêu cầu một cái tài năng rất lớn đến từ ông Jurgen Klopp. Tôi nghĩ rằng là những cái luồng gió mới như kiểu là Darwin Núñez hay kể cả là Cody Gakpo hay một vài vị trí tiền vệ nữa, và trong mùa hè này Liverpool phải mua thêm người, đấy là cái đầu tiên nhé, phải mua thêm người này. Hậu vệ có thể không cần, bởi vì hậu vệ tôi nghĩ rằng là họ hoạt động vẫn như vậy thôi, từ trước đến nay họ vẫn như vậy, đặc biệt là vị trí của Alexander Arnold bên cánh phải ấy. Thì những mùa trước là Arnold không có quá nhiều những cái vấn đề như mùa này, nhưng khi bây giờ ở vị trí tiền vệ đã không có được sự đảm bảo an toàn, bọc lót tốt và che chắn những cái khoảng không gian mà bị đập thẳng mặt ấy, thì Arnold tự lộ ra những cái điểm yếu của mình nơi hàng thủ, và người ta cứ nói bảo hậu vệ phải không biết phòng thủ là như thế. Cho nên là ở mùa sau đầu tiên là vị trí tiền vệ cần phải lấy lại những cái cảm hứng đá bóng và những cái phong độ của những vị trí tiền vệ như Fabinho chẳng hạn, hay là như Thiago Alcantara bớt chấn thương đi và gánh team cho tiến tiền vệ. Có thể tìm thêm những vị trí tiền vệ khác, những người khác như kiểu Mason Mount hay là thậm chí là Bellingham, nhưng tôi nghĩ là Bellingham thì đã Liverpool chắc bỏ rồi, nên là chuyển hướng sang McAllister cũng là một điều hay, hoặc kể cả là Caicedo cũng là những cái vị trí mà Liverpool nên gọi là hướng đến. Và đó là những cái điểm quan trọng nhất là về đội hình khi mà bổ sung thêm vị trí tiền vệ. Tiền vệ nó giúp cho Liverpool an toàn, mà tiền vệ cũng sẽ giúp cho Liverpool có nhiều bóng hơn để có thể triển khai lối đá như Jurgen Klopp mà muốn. Đến với câu hỏi của bạn Minh Hoàng, em chào anh Luận. Anh nghĩ những lý do cốt yếu nào dẫn đến việc Inter và AC Milan đều cùng đi sâu tại C1 năm nay? Ngoài giải đáp thắc mắc câu hỏi này, phải chúc ekip nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn. Với những lời chúc này thì tôi sẽ có một câu trả lời cố gắng thật là kỹ càng cho bạn. Nói về Inter và AC Milan, hay nói về, đấy là nói riêng Inter AC Milan, hay là nói về Serie A nói chung, đây là một mùa giải tôi nghĩ rằng là rất thành công của họ đấy chứ. Khi mà tại ba đấu trường là C1, C2, C3, Champions League, Europa League và Conference League, thì họ đều có những đại diện đi đến với top 4 đội cuối cùng mạnh nhất. Và đặc biệt ở vị trí của Champions League, khi mà chắc chắn sẽ có một đội bóng Ý vào trong trận đấu chung kết của C1 đúng không? Đấy là một điều tôi nghĩ rằng là đã lâu năm rồi, mười mấy năm rồi thì họ bắt đầu làm lại được. Và họ đã có một kỳ vọng rất lớn ở mùa giải này. Để giải thích rằng là thành công của họ ở đâu, thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên nó sẽ hơi liên quan đến việc là nó tạm gọi là nó là một cái tâm linh đi. Tôi sẽ liên quan đến một chút tâm linh. Khi mà mùa giải này không còn một Juventus nữa, Juve thì cái áo nó hơi tù một tí. Tôi cảm giác là Juve kể cả có đi sâu chăng nữa thì họ cũng không có được quá nhiều cái thành công nữa nhé. Có cảm giác như vậy. Và mùa này khi rõ ràng mà Juventus bị phạt điểm này, sau rồi phong độ xuống này và bị loại này, rất nhiều những cái điều đấy đã xảy ra với một mình Juventus, thì những vị trí khác đã tự nhiên nổi lên và Serie A bỗng nhiên trở mình mạnh mẽ. Cho đến vòng tứ kết có đến 3 đội Serie A, đó là cả Napoli, rồi thì Inter và AC. Và mùa giải này là một mùa giải mà bản thân Napoli cũng đã có một sự vươn mình rất mạnh mẽ tại bản thân Serie A. Còn với Inter AC Milan thì họ có một chút may mắn nữa nhé. Ở mùa giải này khi mà ở vòng đấu bảng đi, AC Milan không thể được quá nhiều, thậm chí còn thua cả Chelsea 2 lượt trận đi và về. Thế nhưng mà khi càng bước vào sâu hơn thì cái bản lĩnh này, sự may mắn và một chút gì đó của đúng gọi là của cái số phận đưa đẩy cho cả AC Milan cùng với Inter Milan gặp nhau trong trận bán kết của Champions League. Và tôi nghĩ rằng là họ lầm lì, họ không có quá nhiều những cái kỳ vọng trước đó, nhưng dần dần họ cứ đi sâu vào. Và thậm chí mùa giải này chúng ta cứ mãi nghĩ đến nào là Man City hay kể cả là Real Madrid sẽ lên ngôi vô địch của Champions League, nhưng hãy nhắc đến, hãy chú ý đến, đó là Inter hoặc AC, một trong hai người này sẽ vào chung kết nhé. Vì vậy là tôi nghĩ rằng là ở mùa giải này chưa chắc rằng có thể dễ dàng ăn những câu giờ bộ Serie A đâu. Họ càng vào sâu họ lầm lì nhưng họ tiến rất chắc, và đấy là những cái thành công của họ đấy. Vừa rồi là những câu hỏi ở số thứ 2 chương trình Q&A, bạn hỏi Lục BK trả lời. Và có vẻ như hơi ít đấy, bởi vì các bạn có lẽ là đã hơi quen việc lên trên livestream sau đó hỏi trực tiếp trên của Lục BK rồi. Thế tôi nghĩ rằng các bạn hãy cố gắng đặt thêm nhiều câu hỏi nữa về bóng đá, về gọi là thể thao trong cái số tiếp theo của chương trình nhé. Các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh của Lục BK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.